Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng ngày 6 tháng 7, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sông Công phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Trần Văn Đại ở xóm Long Vân. Ông Trần Văn Đại là người có công với cách mạng, trước đó nhà ở của ông đã xuống cấp nghiêm trọng, bản thân thường xuyên đau ốm nên chưa có điều kiện để nâng cấp sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, ban chỉ huy quân sự thành phố đã kêu gọi sự giúp đỡ, ủng hộ của các cấp, ban ngành đoàn thể nhằm hỗ trợ gia đình ông Đại xây dựng nhà ở. Sau 4 tháng khẩn trương thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 120 m2, tổng kinh phí xây dựng 550 triệu đồng, trong đó bộ tư lệnh quân khu 1 hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại là của gia đình và hỗ trợ từ anh em họ hàng người thân. Tại lễ bàn giao nhiều cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như chính quyền địa phương cũng có những phần quà ý nghĩa trao tặng cho gia đình đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện chủ trương chính sách của đảng và nhà nước lực lượng vũ trang đối với gia đình chính sách người có công với cách mạng giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống